Mới lại mấy nền ở đường này, đường xe máy ngon lành, đi ra đường nhựa chừng 100m tới. Nền này hai mặt tiền 7m dài 21. Mua nền này thì bà con mình ăn được cây xoài cổ thụ. Xoài này cũng cả 15 năm rồi đó, đang cho trái rất là xinh xê luôn. Trái rớt rất là lưa chứ. Mua miếng đất này thì con tỷ mốt thôi. Bà con mình được lấy cái xoài nha. Hai mặt tiền. Hướng này là hướng Tây Bắc, hướng kia là hướng Tây Nam, hai mặt tiền. 7,21 giá 1 tỷ 1. Còn nằm ở trong đường này. Đường này thì hướng Tây Bắc. 5,28. Đây thì một mặt tiền thôi, hướng Tây Bắc 5,28. Giá 850. Mua nền này thì cũng có cây xoài với cây sake, nhưng mà nó nằm lưng lưng ở giữa thì mai mốt mình về làm nhà thì chắc cũng đốn bỏ nha. Còn cái nền bên kia cạnh nền đó mới ngon. Nền đó cái xoài Đài Loan bự cho bá cho. Đó. Xung xê luôn. Mua nền đó đó là 900. 5,28. Hai cây xoài luôn. Trong miếng đất có hai cây xoài Đài Loan. 5,28. 900. Rồi, báo lại nha. Nền có hai cây xoài Đài Loan đó là 5,28, 900 là hướng Tây Nam. Nền có cây xoài này thì 7,21 hướng Tây Nam, với hướng bên đây là hướng Tây Bắc, tỷ mốt. Nền có cây xoài ở giữa hông này là hướng Tây Bắc, 5,28 là 850. Ở đây thuộc ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Rồi, mọi nhu cầu bà con mình alo cho Thanh Cò. Số điện thoại là 078 666 8368. Xin chào tất cả bà con.